Xin chào tất cả cô chú. Hôm nay con sẽ kể cho cô câu chuyện tên là Lo Vui, của kể chuyện của học tinh hoa. Thầy Tử Lộ hỏi Khổng Tử rằng: người con tử này cũng lo sợ ư? Khổng Tử nói: người con tử thì cốt suy nghĩ liệu công việc của mình lúc chưa làm được vui rằng mình đã có ý định làm, lúc làm được lại vui rằng mình có ý chí làm việc. Thế nên người con tử có cái vui suốt đời, không có cái lo sợ một ngày nào cả. Kẻ tiểu nhân thì không thế, lúc chưa làm được việc thì lo sợ rằng không được, lúc đã làm được việc thì lo sợ nhỡ hỏng mất. Thế nên kẻ tiểu nhân có cái lo sợ suốt đời, không có cái vui nào cả. Lời bàn của cái này là mình nên tìm mọi thứ tốt của cuộc sống thì mình sẽ level cao hơn. Thôi con xin chào mọi người.